Ngày 5 tháng 10, Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lập hồ sơ điều tra vụ người dân tố cáo bị nhân viên quán ốc trên đường Cao Đạt, phường 1 tấn công, đập phá xe. Theo trình báo của người phụ nữ 29 tuổi ngụ quận Tân Phú, khoảng 1 giờ ngày 29 tháng 9, chị cùng chồng và một số người khác đi trên ô tô hiệu Mercedes đến quán ốc trên đường Cao Đạt để ăn uống. Tại đây, trong lúc đậu xe, chồng chị đã xảy ra cự cãi với nhóm người trong quán. Nhân viên quán ốc sau đó đã cầm hung khí, gậy bóng chày, dao chặt đá lạnh và ống tuyếp lao ra đuổi đánh, đập vỡ kính chắn gió và gương chiếu hậu ô tô. Vụ việc khiến chiếc xe của chị bị vỡ gần hết kính chắn gió và kính chiếu hậu, người chồng bị xây sát nhẹ. Được biết, khi đưa xe đi sửa, hãng báo chi phí sửa chữa khoảng 180 triệu đồng. Gia đình mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý theo đúng quy định. Đại diện Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguyên nhân vụ việc là do chủ xe cự cãi, xô sát và bị nhân viên đánh, đập phá xe. Hiện đơn vị đang lập hồ sơ điều tra, truy xét, mời những người liên quan đến để làm việc, tiến hành định giá tài sản để có cơ sở xử lý.